Nghe không? Cả giờ mà cả chúng nó làm cho công nhân này mà công nhân sắp phụ huynh chứ mà sorry ở đồ ra này là hào yếu phải nhìn chứ bà đấy chúng nó làm cho công nhân này sắp phụ huynh chứ mà chúng nó bài bà chào đồ bà chào đồ phong mẹ phát phí đồ ồ xoay ở đồ ra này ấy rồi ở đồ ra này là số chuyện cho cô gái ở công nhà mẹ biến đó đi quên mình à chẳng hổ ai còn nữa bay thao số chuyện cho kêu hòa chị đấy với đôi này ai đéo truyền này bác đa số đối chuyện là bỏ đi bỏ lại anh muốn mua số đối chuyện cho rồi ông đôi staff ở trên này mà search mà are you anh nên số bị ở trả lại bác nhưng mà thấy xong mà rồi anh xóa đi thì anh này bị ở lại thì rồi làm rồi trả lại số chuyện cho rồi thì mà chạy thêm vào mấy chạy thêm vào các MSCONG hoặc MSCONFING thì cũng mang này chạy thêm vào MSCONFING các bạn em là ok này là ra vào đấy luôn mà một hộp số chuyện anh đã khó lại quá à số chuyện thì mà system configuration vào đi tên là ấy mà số chuyện bộ ba mà general post service select to ấy thì mà chúng nó sẽ có clip á thì mà đi đi ở xa thì mà chỉ đi bên nhà liền đã audio này liền sau đây ok ở xa thì chúng nó á payment solution gửi mà solution ngã cú gì ai còn payment solution mà disable all click like á pin apply ok tôi chưa cùng làm rồi nó là bị apply ok này solution cùng cùng đào restart trả thay vào này về gửi cho nó without we start lâu thay rồi we start jump đó vào làm pin solution nó we start jump đó là cùng làm solution này we start trả về lại ba xin chia cho bà gì vậy